Tại vì thầy thăm mấy con trước, nhưng để mấy con làm bài, rồi thầy thăm khu ở ngoài kia. Đó là một cái khu mà của Úc vừa xây dựng, để sau này các cụ, các bác, Phật quý Phật tử người ta muốn về tu viện mình, người ta tu thì người ta sẽ ở ở ngoài đó, ở ngoài cái khu ngoài đó để tập ăn ngày một bữa cho nó quen đi. Chứ còn nếu mà vào đây mà bắt buộc mọi người cũng đều ăn bữa thì rất tội cho các cụ, cho những người mới tu người ta chưa quen, thành ra thiết chế rất là khổ sở. Cho nên trong cái giới luật của đạo Phật, chúng ta ai cũng quyết tâm tu để tìm cầu sự giải thoát, nhưng mà vào mà giới luật đụng giới luật thì coi như bị ức chế thân và tâm chúng ta. Cho nên vì vậy mà thầy ra đó để mà xem và đồng thời để coi cái khu đất đó để xây dựng bao nhiêu cái tháp, để nhận được cái số người bao nhiêu, và đồng thời cái khu bên ngoài đằng sau mà chỗ thầy ở đó, cái khu mà ở trên mặt đường đó, thì thầy cũng tạo cái khu đó cho những người cư sĩ, họ lớn tuổi họ về đó họ ở đó để đồng thời họ tập luyện cái giới luật nghiêm chỉnh được, thì thầy mới cho họ vào tu viện. Tu viện chúng ta không phải chấp nhận một cách hỗn tạp như hiện giờ, ai muốn vô tu cũng cho vô hết. Cho nên khi mà người mới chưa có quen giới luật đức hạnh, chưa quay như tế hạnh, chưa có học xong thì cho họ ở cái khu ngoài tu viện, để khi đó họ được tập luyện sống cho quen rồi chúng ta mới cho vào tu viện. Khi vào tu viện họ đã thuần thuộc được cái giới luật, cho nên họ ít có vi phạm, ít có vi phạm, rồi từ đó họ sẽ tập tu ở trên tứ chính thần, ngăn á diệt á sanh thiện, sanh tưởng thiện. Để khi cái tâm họ được bất động, được an trú ở trong 30 phút, chừng đó khi mà được xong như vậy thì thầy sẽ đưa họ vào một cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cái giai đoạn tu tứ niệm xứ để cái giai đoạn mà Đức Phật đã xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạo. Thì trong cái dòng mà 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạo thì mấy con thấy là nó đâu phải là khó. Nói 7 năm chứ sự thật ra chỉ trong 7 ngày mà tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc vô sự thì người đó đã chứng đạo rồi. Chứng đạo là chứng như thế nào? Nghĩa là tâm luôn bất động, không có ác pháp nào tác động vào tâm họ, và họ không còn bị hôn trầm, và họ không còn bị vọng niệm, không còn bị vọng niệm. Họ ngồi suốt cả 7 ngày đêm như vậy mà họ không thấy mỏi mệt, không thấy cảm thọ, họ không thấy một niệm nào khởi ra, toàn là một cái trạng thái an lạc vô cùng của trạng thái tứ niệm xứ. Cho nên gọi là chứng đạo. Chứng đạo nghĩa là chúng ta không còn phải là cái người còn ham ngủ, cũng không phải là còn người ham ăn, cũng không phải là còn người ngồi đây mà sanh niệm này niệm kia. Cho nên đó là cái sự chứng đạo của người tu. Chứng đạo có nghĩa là họ đủ cái lực ở trong nội thân của họ để họ làm chủ được sự sống chết. Vừa rồi thầy có cho mấy con những cái câu hỏi để mà làm câu hỏi đó, để xác định được cái mục đích chúng ta tu theo đạo Phật lợi ích gì. Cái lợi ích của một người tu theo đạo Phật là mục đích của chúng ta đó là làm sao làm chủ được 4 sự đau khổ của thân tâm của chúng ta, làm sao mà làm chủ được sự sống chết chúng ta. Trước khi muốn chết thì chết, muốn sống là sống. Đó là cái mục đích của đạo Phật ra đời để dạy chúng ta. Cho nên một cái mục đích đã nắm được cái mục đích của đạo Phật rồi thì chúng ta phải nhắm vào cái mục đích đó mà tiến tới để hoàn thành được cái mục đích đó, thì như vậy mới gọi là cái người tu theo đạo Phật. Chứ không phải đạo Phật tu để cầu làm Phật, hoặc là để sanh vào một cái cõi thiên đàng hay cực lạc nào, hoặc cõi niết bàn nào hết. Bởi vì cái trạng thái mà niết bàn Đức Phật đã xác định cho mỗi người chúng ta đều hiện tiền ai cũng biết, tức là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là một cái chân lý thật sự. Cho nên nó là một cái trạng thái, nó không còn cái lậu hoặc, nó không còn cái đau khổ phiền não trong đó nữa. Rõ ràng chúng ta hiện giờ chúng ta biết, nhưng mà chúng ta bảo vệ và giữ gìn nó để từ suốt ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 thì chúng ta chưa làm được. Chúng ta chỉ 1 phút, 1 giây hay 5, 10 phút mà chúng ta còn thấy giấc giả để mà bảo vệ giữ gìn cái trạng thái đó. Trạng thái đó chính là chân lý của chúng ta, chính là niết bàn, chứ không phải là có cõi niết bàn, mà là trạng thái trong thân tâm của chúng ta. Cho nên hôm nay thầy về đây á, làm có một số người thầy đã chọn lấy họ có thể sống được, bảo vệ được cái chân lý đó, thầy sẽ rút họ ra cái khu vực của thầy để họ đi qua một cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn thiền định. Cái giai đoạn hiện nay mấy con đang tu tập á, để ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, là giai đoạn giới luật. Từ giới luật tâm nó bất động, mà tâm bất động tức là giới sanh định. Cái tâm bất động đó là cái trạng thái định, chứ không phải gì. Ngồi đây mà tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là định chứ không phải gì. Mà cái định này là định của tứ niệm xứ chứ không phải định của tứ thiền. Khi nào mấy con có tứ thần túc, định như ý túc,
thì mấy con mới nhập được bốn thánh định, tức là tứ thiền. Cho nên chánh niệm tức là tứ niệm xứ, mà chánh niệm chưa xong thì làm sao mới có trạng thái bất động tâm? Còn vọng tưởng mà muốn vào nhập định thì làm sao có định được? Cho nên khi mà vào tứ niệm xứ là tâm mấy con ít ra mấy con cũng không còn niệm vọng tưởng, không còn phong trào, không còn các cảm thọ trên thân của mấy con, thì mấy con mới vào được tứ niệm xứ. Chứ đâu phải tứ niệm xứ mà còn những cái thô ngồi mà đau tê chân nhất mà gọi là tu tứ niệm xứ. Ngồi lại mà vọng niệm khởi, niệm này hết rồi tới niệm khác thì làm sao vô tứ niệm xứ? Ngồi lại mà hôn trầm thì miên gục tới gục lui như thế này thì làm sao gọi là tứ niệm xứ được? Tứ niệm xứ là một cái phương pháp để khắc phục tham ưu vi tế. Nó không niệm nhưng mà trong thân tâm chúng ta còn vi tế, còn cái tham sân si mạn nghi vi tế. Cho nên ngồi giữ tâm bất động từ 7 ngày thì tất cả những tham sân si vi tế sẽ bị diệt hết rồi, sẽ bị diệt hết rồi. Từ đó chúng ta mới chứng đạo, tức là tâm vô lậu hoàn toàn. Còn hiện giờ chúng ta biết cái tâm chúng ta vô lậu là cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Nhưng nó chỉ có một giây, một phút, năm ba phút là cùng chứ không thể hơn được. Không thể hơn. Cho nên hôm nay mấy con nỗ lực tu thật tu thì thầy sẽ dạy mấy con thật chứng, không để mấy con uổng phí một đời tu mà mang tiếng mình là tu sĩ, mình là cư sĩ, là đệ tử của Phật. Nhưng cuối cùng mình được những gì đây? Hay là mình học ăn học nói để đi ra nói dối lừa đảo người ta, nói Phật pháp mà hoàn toàn mình chẳng được gì hết. Cái quan trọng là ở chỗ chúng ta nói được làm được, đó là sự quan trọng của chúng ta. Hôm nay thầy đến đây thì sách tấn khích lệ mấy con, có một số người thầy đã chấm điểm để các con sẽ được vào, được sống gần bên thầy, được hướng dẫn tu tập tứ niệm xứ. Và khi hoàn thành được tứ niệm xứ thì mấy con thầy sẽ hướng dẫn, mấy con sẽ nhập tứ thánh định và thực hiện tâm. Thì con đường tu của mấy con sẽ hoàn tất. Hôm nay mấy con nhớ những cái bài mà thầy cho những câu hỏi nó rất đơn giản, mấy con làm cho kỹ coi thử coi mấy con có thông suốt được cái lý của Phật pháp. Đây là cái lớp mà dạy trường hạ, vừa rồi thầy giới thiệu chứ chưa thầy chưa dạy giới luật gì cả. Giới thiệu giới luật, giới thiệu mục đích của đạo Phật cho các tu sinh trong trường hạ để họ biết rằng họ tu học phải giới luật như thế nào cho nghiêm chỉnh để đạt được cái mục đích. Cho nên những câu hỏi này là những câu hỏi của tu sinh trường hạ chứ không phải là câu hỏi của mấy con. Và bây giờ mấy con làm để kiểm điểm lại coi mấy con có cái tri kiến hiểu biết đúng hay không. Đúng hay không? Nếu mà mấy con hiểu biết đúng, tức là mấy con đã có cái sự hiểu biết sau khi đi ra mà làm giảng sư, mà dạy đạo, thì thân giáo và thiết giáo phải song song. Lời nói của mấy con phải có một giá trị rất lớn đối với cái thân hành của mình, cái thân giáo của mình. Cho nên khi mình nói ra được thì mình phải làm được. Cũng như hiện giờ thầy nói được trước chúng, thầy phải làm được những hành động đó để làm chủ được mình. Và thầy mong rằng mấy con ở đây cũng sẽ làm được những điều đó. Đến đây thì thầy sẽ thăm mấy con một chút để khích lệ mấy con, và đồng thời nỗ lực, và đồng thời các quý thầy, quý sư lớn tuổi, thầy để chú ý mấy con lắm. Tuổi mấy con không còn xa nữa đâu, mấy con nỗ lực thật sự tu tập để rồi thầy rước vào ở gần bên thầy, thầy sẽ hướng dẫn mấy con, thầy sẽ cho mấy con vào khu vực của thầy ở gần mình. Thầy lo cất mấy cái thất, mười mấy 20 cái thất là để cho mấy con chứ không phải để cho ai. Cho nên mấy con chuẩn bị tập luyện kỹ lưỡng, nhất là tứ chánh cần. Vừa rồi thì mấy con thấy Kim Quang tu tứ chánh cần chứ không nhiếp tâm an trú gì cả, nhưng mà tứ chánh cần đến khi mà ngồi lại bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, ngồi chơi chứ không tu tập gì hết, mà tâm không có niệm, không hôn trầm thì niệm đó, thì mấy con thấy mạng của mấy con chứ ai. Kim Quang là một cư sĩ, trước kia vẫn là một tu sĩ, nhưng mà sau khi về đây chỉ mặc chiếc áo cư sĩ mà thôi, chứ không dám mặc chiếc áo tu sĩ vì sợ mình tu không xong mà mang tiếng. Cho nên từ đó nỗ lực thực hiện được những cái điều tu tập như vậy, cho nên được sống gần bên thầy. Và hôm nay tu rất tốt, mấy con tu rất tốt, tâm bất động thanh tản là gì, từ đó tăng được gì vậy. Thầy sẽ ra mấy con, thầy sẽ ra thăm lớp bên nữ chút trước để khích lệ sách tấn cho các cô tu tập. Đến đây thầy xin chào mấy con. Con ngồi xuống hết đi con, trời quá mới về thăm. Hôm nay chắc là con tu nhiều rồi, tu khá tu nhiều rồi. Hôm nay thầy có cái duyên là thầy về thăm mấy con, cũng là sách tấn mấy con ráng nỗ lực tu tập. Để rồi thầy sẽ nhận xét thấy cái tâm bất động của mấy con, anh ta là vô sự mà nó lại chừng 30 phút thôi, không cần nhiều, thì sẽ đưa mấy con vào khu vực sát để mấy con tu
thí nghiệm trước, còn nỗ lực thật sự, nỗ lực tu tập từ cái pháp tứ chánh đạo, ngã ác diệt ác tăng thiện tăng thiện thiện, cái pháp đơn giản lắm đấy, đâu có gì khó khăn, tâm bất động tâm thả là vô sự, thì ngồi lại chơi chứ không có gì, thì nhìn xem có từng cái tâm của mình nó khởi nghiệm gì không, nó khởi nghiệm thì quán xét tư duy thì dùng không tác ý mà. Còn nếu nó không có thì cái con cứ ngồi để nó tự bất động tâm thả là được. Nếu mà có tâm bất động tâm thả là vô sự thì trong vòng 30 phút thì thầy sẽ cho mấy con phép vào tu tứ niệm xứ liền. Từ tứ niệm xứ đó mấy con mới tăng lên từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, rồi 5 giờ, 6 giờ, rồi 1 ngày cho đến 7 ngày. Nếu mà suốt trong 7 ngày mà mấy con giữ được cái tâm bất động thì nó không có chính đạo, cái tâm đủ tiếp thành thức rồi. Sau khi cái tứ niệm xứ 7 ngày đã được bất động tâm rồi thì mấy con có đủ tứ thần túc, mấy con sẽ nhập tứ thánh định, mà xong tứ thánh định mấy con sẽ thực hiện tâm đơn giản quá, không mà mấy con tu lâu quá nó thật đơn giản mà. Thì các con thấy rõ ràng là tâm bây giờ các con cũng ai cũng biết rằng, các con sẽ người nào cũng biết rằng mình biết được cái trạng thái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, có ai không biết cái trạng thái này không? Người nào không biết lên đây thầy chỉ cho biết. Thấy không, mấy con người nào không biết, có người nào biết đâu, biết hết chứ, thanh thản an lạc vô sự, có vậy thôi. Cho nên khi mà thầy nhắc, khi mà cái thân này mà lỡ có đau bệnh mà sắp chết đi, thầy nói sắp chết đi, cứ ôm chặt cái pháp bất động tâm cho thầy thanh thản an lạc vô sự, vì cảm thọ nó không có thể nào giết mình được, bởi vì mình có một cái chỗ tựa nơi sắc đặt vững chắc, và mình có một cái phương pháp, một cái phương pháp như lý tác ý mà Phật đã dạy, tác lậu hoặc có như lý tác ý thì các lậu hoặc chưa sanh thì sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Còn nghe cái câu Phật dạy rõ ràng, có như lý tác ý các lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Thì cái cảm thọ trên thân của chúng ta đau nhất bệnh gì, dù là ung thư, dù là lao phổi, dù là bán thân, dù là tiểu đường, bất cứ một cái bệnh gì thì nó bất cứ bệnh gì ở trên thân chúng ta, bệnh nặng nghèo, bệnh cảm sốt sơ sài, thì cứ ôm chặt tâm bất động thanh thản. Muốn ôm chặt tâm bất động thanh thản như thế nào, khi mà cơ thể đang hoàn hoại đau nhất làm sao chúng ta ôm chặt được, thì pháp lý tác ý, cứ tác ý mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi hít thở, hai hơi thở hít vô thở ra, rồi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi hít thở cứ ra vô nương vào hơi thở ra vô, mà hơi thở tức là thân hạt cái đối tượng để mà chúng ta tựa vào cái thân hạt, để mà chúng ta quên đi tất cả những cái sự đau khổ trên thân của chúng ta. Thì như vậy rõ ràng cái pháp như lý tác ý họ là vô thường, không sợ dưới tâm bất động thanh thản, và cứ như vậy tự âm thầm mà chiến đấu với nghiệp lực của chúng ta trong khi thân chúng ta bị bệnh đau, đó là nghiệp, đó là nghiệp. Chúng ta đang trả nghiệp mà chúng ta đang chiến đấu nghiệp để chúng ta trở thành một người chiến thắng. Như vậy cứ ôm chết nhỏ, làm gì ai cũng có lần chết, không chết nhỏ thì phải chết già, có là sao mà khỏi chết bao giờ. Nếu mà chết ở trong tâm bất động không phải là hạnh phúc lắm sao? Hãy còn nhớ kỹ những lời thầy dạy, ổn chết chắc, không có sợ bệnh đau, không có cầu mong đi bác sĩ nhà thương mà hết bệnh, mà chỉ có cái phương pháp này sẽ là hết bệnh. Hãy còn có tin lời của Phật dạy, Đức Phật đã nói có nghĩ đi các ý, lậu hoặc đã sanh thì bị diệt. Đã sanh là như thế nào? Tức là cái bệnh nó đang đau nhất ở trên thân chúng ta, đó là đã sanh. Mà tác ý thì nó bị diệt. Cho nên chúng ta cứ tin thật, chúng ta sẽ làm như vậy và tỉnh táo ở trên cái hơi thở, biết hơi thở ra, hơi thở vô. Thầy xin nhắc lại một lần nữa để mấy con nhớ, bởi vì các con những người lớn tuổi là cái ổ bệnh nó đổ ra, nay con bệnh này, mai con bệnh khác, thì ổ bệnh này bệnh khác. Cho nên vì vậy mà luôn luôn chiến đấu với dạng nghiệp của chúng ta. Còn các con tuổi trẻ cũng đâu phải là, không phải là con bệnh đâu, nó chưa tới, chứ nó tới rồi mấy con sẽ thấy nó giữ tay giữ chân mấy con, nó tìm mọi cách nó làm cho mấy con khổ sở tận cùng trước khi mấy con chết. Nhưng mấy con thích bình tĩnh,
cái an trú ở trong cái phương pháp thực thật sự thì con sẽ làm sự sáng suốt, nhớ kỹ những điều để mà cứu những con. Cho nên trong khi đó mấy con phải tu tập kỹ, tu tập kỹ ngay từ bây giờ, nhiếp tâm và an trú. Còn người nào mà không nhiếp tâm được, không an trú được thì ở trên tứ chín tầng nghe cái gì hết, sân thiện tăng trưởng thiện. Thì mai ra thầy sẽ thấy mấy con cái căn cơ tu tập được, thầy sẽ tự tắt, thầy sẽ đưa mấy con đi vào cái khu chuyên tu về tu. Và thầy nghĩ rằng cái tăng cái ni đoàn mà mấy con đã thành lập, thì mong rằng trong cái số mấy con đang trở thành một cái những người tu sĩ của bên ni đoàn, là người nào cũng phải thực hiện được cái phương pháp này. Và đồng thời làm sao cho một lần mấy con tu tập mà thầy đưa một cái ni đoàn mấy con vào, mỗi người mình cái thân người ta để mà tu tập thì quá hay. Chứ còn không khéo được 5-3 người đi hoặc 2-3 người đi, còn mấy người ở lại thì mấy con thấy mình xấu hổ lắm. Phải sáng ngay từ bây giờ và tập luyện trực tiếp nữa, hắn hoa là hoàn toàn để xả thật sạch sang vui. Ai nói gì mình cũng cũng đắc, thấy đủ mình đừng thấy đâu. Ai chữ, ai mắng, ai nói gì, tất cả những cái đấy đều là nhớ kỹ, vui vẻ, an ổn để mà xả thân, xả cho thật sạch thì thầy sẽ đưa mấy con vào cơ sở. Có gì rồi xem nữa. Vậy thì hôm nay thầy đến thăm mấy con để rồi thực dạy mấy con nỗ lực tu để một cái đi đoàn của mấy con đưa thầy đưa qua cái cuộc chuyên tu hết, không có người nào rớt lại. Thì đó là thầy không nhất, nhưng mấy con đâu có nhiều đâu, có 11-12 người chứ bao nhiêu, có 11 người à, đi đoàn có 11 người à, thế đâu có nhiều đâu. À, vừa rồi thì làm giấy tờ xong rồi đó, thì mấy con an tâm để mà con tu tập, đừng có lo gì cái phần giấy tờ. Bây giờ đi tới đâu mấy con cũng có giấy tờ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội tỉnh đã chính cho mấy con xong rồi, mấy con yên tâm. Cho nên vì vậy mà nỗ lực tu bỏ hết chuyện đời gia đình thì cũng không có bằng đâu mấy con. Nó là cái sự đừng có để cho nó tối buộc mấy con nữa, mà hãy lo cứu mình đi ra cho khỏi cái sự sống chết rồi mà nỗ lực tu cứu. Đến đây chấm dứt để trở về và lo những công việc khác nữa, phải còn nhiều công việc. Thầy xin chào mấy con mấy con. Các con xin lỗi ơn thầy. Con đã tu, cảm ơn mấy con vì chỉ con tu được. Con tu được.